di sản đang ngày càng được nhận diện rõ hơn, quan tâm hơn và ngày càng khẳng định vị trí trong đời sống hôm nay, không riêng gì lĩnh vực văn hóa. Năm du lịch quốc gia 2012 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn chủ đề Du lịch di sản, càng thấy rõ hơn yêu cầu phát huy giá trị di sản trong bối cảnh mới. Lấy trọng tâm là Festival Huế 2012 với nhiều hoạt động tôn vinh di sản, xúc tiến các hoạt động du lịch trên cơ sở khai thác các giá trị di sản khu vực Bắc Trung Bộ. Chủ trương này cũng là sự động viên khích lệ mỗi tỉnh thành trong cả nước xác định một cách nhìn tích cực, chủ động hơn và có trách nhiệm hơn đối với các di sản của địa phương mình trong mối tương quan với yêu cầu phát triển du lịch. Trong sự giữ gìn và phát triển văn hóa con người Việt Nam thời kỳ mới. Xoay mùa với hội lễ trăm miền, mùa lễ hội kéo theo sự náo nức trong con người và đất trời. Sự thành kính dâng lên, niềm hưng phấn nhen nhóm, bao hy vọng và ước mơ khai mở. Cùng với sự trở lại của văn hóa truyền thống, nhiều năm qua các lễ hội liên tiếp được phục hồi và trở thành sinh hoạt tâm linh, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ phổ biến của nhiều địa phương mỗi dịp xuân về. Trong không khí phấn khởi ấy, tinh thần di sản của dân tộc càng bừng lên tỏa sáng, đồng hành cùng mùa xuân đất nước, cùng tương lai của dân tộc. Kho báu di sản phong phú và lâu đời của người Việt đang từng bước đưa những con người Việt Nam đến những chân trời mới trên đôi cánh của mình. Thời gian trôi mau trong tiếng tích tắc không ngừng nghỉ của đồng hồ. Như những năm xưa, thời gian lọc qua những giọt rơi long lanh của đồng hồ nước truyền thống, tinh tế lạ thường. Thời gian ủ ấm và bật trồi trong lá mầm, trong rễ cây cựa mình, trong những đốm nắng đầu tiên xả xuống hiên nhà. Thời gian cứ trôi đều đặn, nhích giây, nhích phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm, liên miên qua đi mãi, già nua rồi hồi sinh, hồn nhiên mãi. Ngoảnh mặt đã chuẩn bị một mùa xuân mới reo lên trong nắng sớm. Mùa xuân này, trong cái thăm thẳm của thời gian và xa rộng của không gian, lòng người thành kính với bao sợi dây bền chặt, nối con người với gốc gác, với nhau trong thực tại và nối vào những hy vọng dài lâu mai sau. Biết bao điều khiến ta trân trọng nâng niu. Tinh thần di sản là sự kết tụ và sực sáng của không gian, thời gian ấy, của những tâm hồn người đã lắng đọng, đã dồn tụ để trở thành tinh hoa. Những di sản của Việt Nam từ bao thăng trầm của lịch sử, hôm nay vẫn tươi mới vẻ đẹp không bao giờ biến đổi, lu mờ. Ngày xuân ấm áp đưa chúng ta lần lại thời gian để đến với những tinh hoa ấy. Nhìn lại tiến trình vinh danh của nhiều di sản thế giới tại Việt Nam, chúng ta không khỏi tự hào với những mốc son. Mỗi lần ấy lại khắc sâu hơn hai chữ Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới. Hôm nay, với sự nỗ lực của các nhà khoa học, nhà quản lý và hoạt động ngoại giao, cùng nguyện vọng và sự chung tay gìn giữ của toàn dân, Việt Nam đã có một danh sách đáng trân trọng với những di sản đã trở thành tài sản chung của nhân loại. Trong năm 2011, Việt Nam đón hơn một tin vui về di sản quốc gia trở thành di sản thế giới. 13 giờ chiều ngày 27 tháng 6 theo giờ Paris, tức 18 giờ Việt Nam, trong kỳ họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, thành nhà Hồ của Thanh Hóa trở thành di sản thế giới. Và 11 giờ trưa ngày 24 tháng 11 2011, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản phi vật thể đã thông qua quyết định ghi nhận hát Xoan ở Phú Thọ
là di sản văn hóa phi vật thể thế giới cần bảo vệ khẩn cấp. Cùng với những di sản thế giới này, Việt Nam còn có hàng trăm, hàng nghìn di sản vật thể, phi vật thể khác, làm nên sự đa dạng trong bản sắc văn hóa của đất nước nhỏ bé, miền nhiệt đới gió mùa. Mỗi di sản ấy lắng đọng mồ hôi lao động, tinh hoa văn hóa, tâm hồn và nguyện vọng ngàn năm của bao thế hệ người Việt. Thưa các bạn, và khép lại một năm vận động khẳng định tên tuổi di sản nước nhà ở tầm quốc tế, sự kiện hát xoan của tỉnh Phú Thọ trở thành di sản thế giới càng nhân lên niềm hạnh phúc. 11 giờ trưa ngày 24 tháng 11 năm 2011, UNESCO về bảo vệ di sản phi vật thể đã chính thức thông qua quyết định ghi nhận hát xoan của Phú Thọ trở thành di sản văn hóa phi vật thể thế giới cần bảo vệ khẩn cấp. Môn nghệ thuật nơi đất tổ với lịch sử lâu đời, gắn liền với các nghi lễ thờ cúng các bậc tiền nhân, cho đến ngày hôm nay vẫn vang lên trong các kỳ cuộc với tất cả niềm thành kính. Mùa xuân này, tiếng hát xoan lại vang lên rộn rã trong hương khói trầm thơm kính cáo trời đất. Chúng ta hãy cùng về với quê hương Phú Thọ để lắng nghe câu hát xoan đang bừng lên theo sức sống mới ở nơi này. Hát xoan là một di sản văn hóa phi vật thể quý giá của vùng đất Tổ Hùng Vương. Hát xoan Phú Thọ thuộc loại hình dân ca, lễ nghi phong tục, là hát cửa đình, hội tụ đa yếu tố nghệ thuật như nhạc, hát, múa. Các làng xoan gốc đều là những ngôi làng cổ nằm trên địa bàn trung tâm nước Văn Lang xưa. Vì vậy hát xoan còn bảo lưu được nhiều yếu tố văn hóa cổ của thời đại Bình Minh dựng nước. Gốc của hát xoan ở vùng Phú Thọ sau lan tỏa tới các làng quê đôi bờ sông Lô, sông Hồng qua cả tỉnh Vĩnh Phúc. Bốn phường xoan cổ là An Thái, Phù Đức, Kim Đới và Thét nằm ở hai xã Kim Đức và Phương Lâu, Phú Thọ. Từ xưa được cộng đồng của 30 làng, 18 xã của tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc mời đến biểu diễn. Hát xoan được vinh danh góp phần tôn vinh các giá trị đạo lý của Việt Nam, khẳng định vị thế dân tộc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Vùng đất cổ Phong Châu còn lưu truyền nhiều câu chuyện kỳ bí về sự ra đời của hát xoan. Trong đó có một truyền thuyết kể rằng, tương truyền xưa kia vào đúng tiết xuân, vợ vua Hùng mang thai tới kỳ mà vẫn chưa khai hoa nở nhụy. Đúng lúc đó, người hầu gái tâu với vua rằng, ở gần thành Phong Châu có cô Quế Hoa xinh đẹp, hát hay múa giỏi, ai cũng phải mê. Nghe xong, vợ vua cho mời nàng múa hát. Khi nghe, vợ vua không thấy đau bụng nữa, mà sinh được ba người con trai khôi ngô tuấn tú. Vua Hùng đã truyền cho các mị nương phải học các điệu hát múa đó và lấy đúng tiết xuân để gọi cách hát múa này. Tiếng hát nàng Quế Hoa ngàn xưa phải chăng đã ngấm qua bao đất đai đồi núi, qua bao thế hệ người Văn Lang, qua các thời kỳ lịch sử của đất nước để hôm nay vẫn tươi tắn, vẫn khỏe khoắn cùng nhịp sống hiện đại của người Phú Thọ và cuốn hút mỗi người đến đây vào những dịp về nguồn. Đã thành phong tục, đến mùa xuân cây trái đâm chồi, trời đất giao hòa, sinh sôi vạn vật. Các phường xoan lần lượt khai xuân ở đình, miếu, làng. Thời điểm hát được quy định tại một điểm nhất định. Mỗi phường chọn một vị trí cửa đình. Hát cửa đình, giữ cửa đình, mục đích nhân dân địa phương kết nghĩa với nhau. Theo lệ, dân tại chỗ là vai anh, còn làng khác là vai em. Cũng bởi thế, khi hai làng đã kết nghĩa rồi, cấm trai gái hai bên kết hôn với nhau. Bao đời nay, tiếng hát xoan gắn bó mật thiết với nghi lễ tín ngưỡng, thường chỉ hát ở đình, đền vào mùa xuân. Sau này một số nhà giàu có ở địa phương cũng mời hát xoan tới sinh hoạt.
Hiện nay, theo kết quả khảo sát của tỉnh Phú Thọ, còn lại khoảng 70 nghệ nhân hát xoan, nhưng chỉ có khoảng 10 người có khả năng truyền dạy. Toàn tỉnh có khoảng gần 100 người tham gia các phường xoan, nhưng chỉ khoảng 50 người biết hát. Các di tích như đình, miếu, nơi diễn ra các sinh hoạt hát xoan từ xa xưa, nay chỉ còn khoảng hơn 10 di tích. Với danh hiệu di sản cần bảo vệ khẩn cấp, việc bảo tồn phát huy giá trị hát xoan đặt ra nhiều thách thức không nhỏ đối với các nhà chuyên môn và những người trực tiếp nắm giữ, trao truyền vốn quý của cha ông. Được biết, đã có các kế hoạch hành động cho hành trình dài hơi, nhiều gian khó, nhưng cũng đầy đam mê và ý nghĩa này. Thưa các bạn, Thành Nhà Hồ tọa lạc trên khu đất rộng gần 1 km vuông, giáp danh giữa ba xã Vĩnh Yên, Vĩnh Tiến, Vĩnh Long của huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, được Hồ Quý Ly chỉ đạo xây dựng năm 1397. Thành đá khiến nhiều chuyên gia và công chúng phải ngạc nhiên về thời gian hoàn thành. Theo sử sách là 3 năm, còn theo dân gian thì chỉ có 3 tháng. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là tòa thành lớn nhất, có giá trị và độc đáo nhất, duy nhất còn lại ở Đông Nam Á. Đầu xuân chúng ta hãy cùng về với tỉnh Thanh để tìm hiểu những nét độc đáo xoay quanh tòa thành có 102 ở khu vực Đông Nam Á này. Ngôi thành kỳ vĩ ấy được xây bằng những khối đá lớn, được bào nhẵn. Chiều dài phổ biến là 1,4m, cao 1m, dày 0,7m. Theo dân gian còn lưu truyền lại, những người thợ năm xưa đã giã giấy bản trộn với mật mía để làm chất kết dính, tạo nên những dãy tường đá cao từ 5 đến 6 mét, nối nhau làm một tòa thành, chu vi 3.200 mét, chiều dài 900 mét, chiều rộng 700 mét. Bốn cổng thành đều có mái vòm khỏe khoắn. Cổng phía nam có 3 vòm, được xây dựng làm kinh đô, nhưng chức năng quan trọng của thành là để phòng thủ. Qua hơn 600 năm vật đổi sao dời, qua các triều đại và chiến tranh, tòa thành vẫn còn khá nguyên vẹn. Theo đánh giá của giới chuyên môn và những chứng minh trong bộ hồ sơ cũng như công nhận của UNESCO, Thành Nhà Hồ có cảnh quan tuyệt đẹp của một vùng kinh đô cổ. Đây là trung tâm kinh thành của Việt Nam vào cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15. Nơi các tầng văn hóa nối tiếp nhau trong lòng đất, lưu giữ các dấu tích cung điện, đền đài, đường xá. Di sản còn thể hiện rõ sự giao thoa trao đổi các giá trị nhân văn giữa Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á. Thành Nhà Hồ còn là một ví dụ nổi bật về một loại công trình kiến trúc được xây dựng bằng đá lớn, biểu hiện sự sáng tạo kỹ thuật tài tình, được coi là hiện tượng đột khởi trong lịch sử xây dựng kiến trúc thành quách của Việt Nam và khu vực. Đáng chú ý là nhờ kỹ thuật xây dựng với các vật liệu bền vững, đặc biệt là các khối đá lớn, Thành Nhà Hồ được bảo tồn rất tốt trong cảnh quan thiên nhiên còn hầu như nguyên vẹn. Đây là một trong số ít các di tích kinh thành chưa chịu nhiều tác động của quá trình đô thị hóa, còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn cả trên mặt đất và trong lòng đất cảnh quan và quy mô kiến trúc ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Điều này càng cho thấy yêu cầu cao trong việc bảo tồn nguyên trạng di sản này thời gian tới và về lâu dài. Việc phát huy giá trị di sản cũng cần dựa trên cơ sở này, sao cho việc bảo vệ sự toàn vẹn và những vẻ đẹp vốn có của di sản, đồng thời là những ý tưởng cho việc tạo không gian rộng rãi xung quanh khu vực di sản, phục hồi không khí đời sống làng quê Việt cổ trong khu vực. Sắp tới sẽ có nhiều vấn đề phải quan tâm nghiên cứu để thực hiện trong và ngoài khu vực di sản, kết hợp di sản với hoạt động du lịch, nghiên cứu, giáo dục lịch sử văn hóa trong các cấp học ở địa phương. Hy vọng thời gian tới, với những vai trò trách nhiệm cụ thể,
sẽ thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Thưa quý vị và các bạn, hai lần trở thành di sản thế giới, Vịnh Hạ Long của chúng ta cũng đã được câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới công nhận là một trong 33 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Và mới đây vào lúc 11 giờ 11 phút, tức là 18 giờ 11 phút tính theo giờ Việt Nam, tổ chức New Open World đã chính thức khép lại các hình thức bầu chọn. Và Vịnh Hạ Long của chúng ta đã trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Tin vui khiến người dân nức lòng bởi đó là kết quả tuyệt vời cho cuộc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long vào danh sách các kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới suốt từ năm 2007 cho đến tháng 11 vừa qua. Danh hiệu này lại mở ra nhiều cơ hội mới cho sự bứt phá của ngành du lịch Quảng Ninh nói riêng và của Việt Nam nói chung. Mùa xuân này, dạo qua những miền di sản vừa được vinh danh thế giới, lòng người lại bồi hồi đưa chân trở lại gặp gỡ những di sản thế giới của Việt Nam đã được công nhận thời gian trước. Từ đất kinh kỳ bốn phương tụ hội để làm nên văn hiến Thăng Long Hà Nội nghìn năm rực rỡ với Hoàng thành Thăng Long đã trở thành biểu tượng, nơi rồng bay lên trong huyền thoại như bừng sáng một khát vọng mở mang, vươn cao. Chúng ta về với vịnh Hạ Long kỳ vĩ, nơi vịnh nước rồng đáp xuống như một niềm hạnh phúc ở chốn bình yên, nước non và bầu trời bát ngát, hòa chung trong vẻ an nhiên, tự tại. Đi trong mênh mang trời nước, ngắm kỳ quan của thiên nhiên, di sản thế giới, lòng người lại bâng khuâng, vọng về tiếng thơ từ hơn 500 năm trước trong bài thơ Lộ Nhập Vân Đồn. Nguyễn Trãi đã lần đầu tiên ca ngợi Vịnh Hạ Long là kỳ quan đá dựng giữa trời cao. Vịnh Hạ Long thật là tuyệt vời. Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng tôi thấy nơi đây thật đẹp. Nhiều người Australia rất thích vì vẻ đẹp khác biệt với những nơi khác. Hạ Long, một vùng biển lạ kỳ với vô số những hòn núi nhấp nhô dầm mình trong sóng. Hạ Long, một trong những thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất của Việt Nam và có lẽ độc đáo nhất trên thế giới. Khách du lịch trong và ngoài nước không thể không đến Hạ Long. Đến để chiêm ngưỡng của kỳ quan thiên nhiên. Đến để thả mình giữa biển trời bao la và núi non chập trùng. Đến để làm mới lại, mới thêm cảm quan kinh ngạc trước những sáng tạo đột biến bất thường của tự nhiên, tạo vật. Đi trên vịnh Hạ Long còn là đi vào lịch sử với những hang động người xưa đã đến ở, đã cất giấu vũ khí đánh giặc, còn là đến với cuộc sống của những con người hôm nay. Khách du ngồi trên những cánh thuyền buồm có thể tưởng mình đang ngược dòng thời gian trở về thuở xa xăm nào. Con thuyền lướt sóng tìm đi trong di sản thiên nhiên của nước Việt, khi trời đất còn giao hòa, khi tất cả còn chìm trong nước, và nước giúp để đảo núi nhô lên, ngược dòng để chứng kiến sự hình thành một cảnh quan có 102. Cánh buồm dương to như mảnh hồn làng, như một vẫy gọi, một mời chào khám phá, phiêu lưu, đi thật xa, thật sâu vào lòng biển, lòng núi, vào các tầng địa chất và tầng văn hóa, cho mùi vị mặn mòi của muối đại dương và muối lịch sử thấm đậm vào mình. Những cánh thuyền buồm trên vịnh Hạ Long gieo một sắc trầm nâu giữa biển xanh, trời xanh và lòng người bỏ ngỏ trước bao điều còn chờ đợi tìm đến. Từ di sản phi vật thể mới được vinh danh, chúng ta lại nghĩ đến để lênh đênh trên vẻ đẹp lộng lẫy. Và trong những mùa xuân thì rất nhiều người yêu biển, yêu Hạ Long lại muốn được tận hưởng những khoảng thời gian chuyển mùa giữa mênh mông sóng nước. Trời ở nhà là trời ở nhà.
người rơi là chén có cha này quý vậy. Di sản nó là một cái gì tồn tại rất là lâu đời và có giá trị vĩnh hằng của nhân loại. Và mùa xuân thì cũng là một cái giá trị vĩnh hằng. Và khi mùa xuân đến, và đặc biệt mùa xuân là có một cái ngày lễ hội truyền thống là ngày Tết. Và mùa xuân đến, Tết đến thì người ta có cái xu hướng là người ta nhìn lại những cái cũ. Và người ta có xu hướng là người ta duy trì và bảo tồn những cái giá trị mà mỗi cá thể có cũng như là cả cộng đồng đang có. Và cái ngày Tết thì bản thân cái ngày Tết thì thôi theo tôi đã là một cái di sản rồi, một cái di sản phi vật thể. Và ngày Tết thì có lẽ là chúng ta không cần phải có một cái mà quá hô hào để bảo vệ cho nó, thì bản thân tự mỗi con người, mỗi người Việt đều có một cái ý thức để bảo vệ ngày Tết. Mà tôi cũng biết rằng những cái Việt kiều, cộng đồng người Việt ở nước ngoài thì cho đến giờ phút này, ngày Tết của họ, Tết Việt ở bên đó, họ vẫn có những cái gìn giữ những cái giá trị của họ bằng cách là họ mua bằng được một cành đào, cành mai, họ vẫn gói bánh chưng, vẫn luộc bánh chưng. Họ vẫn có canh măng và bóng xào. Thì đó là một cái giá trị mà bất diệt. Di sản có sức sống nội tại, tính hấp dẫn và lôi cuốn tự thân. Nhưng trong nhiều bối cảnh khác nhau, di sản cũng chịu những tác động đa dạng hoàn cảnh, điều kiện xã hội, trình độ dân trí, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật. Làm thế nào để vực dậy, thức dậy tiềm năng, giá trị và ý nghĩa nhân văn của chúng, nhằm tác động vào xã hội một cách mạnh mẽ và sâu sắc,
góp phần xây dựng môi trường nhận thức có văn hóa, giàu thẩm mỹ, xây dựng nhân cách con người. Di sản cần được tham gia vào sự phát triển xã hội một cách tích cực, khỏe khoắn. Và như thế, những con người nắm giữ, tìm hiểu, trao truyền, tôn vinh di sản bằng nhiều cách thức cũng luôn luôn cần sáng suốt và sáng tạo. Mùa xuân mới lôi kéo sự sinh sôi và khơi gợi bao suy nghĩ mới. Phải chăng sắp có những ý tưởng đầu tiên cho cuộc chuyển mình của di sản văn hóa trong nhịp quay mạnh mẽ hơn của du lịch và sự vận động của đời sống? Hơi thở di sản, dáng nét văn hóa truyền thống vẫn ngày ngày nhịp cùng đời sống đương đại. Và sự trở về với vẻ đẹp của ngày hôm qua vẫn đang tươi tắn và sinh động trong ngày nào, sẽ tìm được chỗ dựa để bay lên và hiện thực hóa những ý tưởng để di sản đã có phần tạo nên những vẻ đẹp của ngày hôm nay, sẽ tiếp tục cùng hôm nay tạo dựng những vẻ đẹp mới cho ngày mai.